Đây là điểm dừng xe. Bắt đầu để hành trình check Tả Liên Sơn. 7 km đi xe. Từ xã Tả Lẻn vô đây. Áp ấu. Đây cô này là ai? Tả táo rồi. Hello. Nhưng mà tài năng về quay có thấy phim đâu. Một cô mà ngắm tới năm anh luôn. Cô này ngắm tới năm anh. Nguyên cây lá phong luôn. Đi đi. Đi đi, tất toán là được rồi. Xem đứa nào chủ đích quần không. Ai ông chế được cố trình đi sao. Cố trình đi sao á? Tại vì có một lần ông đi ông bị toạc quần. Tới đây à? Tính tiền nha. Tới đồ rồi ra. Thủy. Ê, đi thêm 700 mét đi thập. Tôi lo. Mặc dù leo rất là mệt nhưng mà đây, bữa ăn trưa rồi. Xôi vàng. Em định làm một ba màu bốn màu nhưng mà khó làm quá anh ạ. Đây là buổi ăn trưa trong rừng lúc 11 giờ rưỡi. Kế vạch đá. Đây. Rồi, trả nè. Đi nữa chị tao mà, rõ quá. Chúng tôi đã đến chỗ láng mới, có cây ngã. Mình đang chụp ảnh tự sướng. Khí hậu hơi ưu đãi, không có nắng, mát mát, tuyệt vời. Đó sau lưng tôi là láng. Láng này giờ cũng khá hiện đại, thì đã có máy phát điện, đã có máy phát điện, có máy phát điện rồi, khá hiện đại. Láng đơn sơ. Các đầu bếp đang chế biến. Cái đang lạc cải. Gà nướng Tả Liên. Đây chúng tôi ăn tối. Đang ăn tối trong láng ở độ cao 2003. Cùng với anh em một tơ. Không nhận nhờ. Sao bây giờ xuống như em thấy hết hồn đấy. Yeah. Đang quay đấy. Đang liên hoan buổi tối. Nhào đây. 1 2 3 vô. Là hơi. Hết đi nào. 4 giờ rưỡi sáng đoàn chúng tôi đã tiếp tục hành trình chinh phục Tả Liên Sơn. Trời cũng đang rất tối. Đó, cơ thể chưa quen. Khá là thở dốc. Đó, hình dung là tảng đá và rễ cây. Chúng tôi đang đi trên rễ cây, mang theo vách đá. Dây hả? Chúng tôi đang leo dây lên.
Chỗ này là hơi dốc, mọi người có cái dây để mình nắm lên. Đó. Ok, giáo lên đứng kia cho mấy chị vững chân. Néo cho giáo lên đứng kia cổ khô. Néo cho giáo rồi, giáo lên kia để cho người vững chân. Năm 2019 là chưa có dây này đâu. Rồi bám rễ cây lên thôi. Bây giờ họ đã dừng đồng bào ở đây, họ đã thi công cái dây để mọi người dễ hơn. Chứ mình chưa có nóng mà. Đây cô nàng này ở Đức Trọng. Ủa đâu phải quay đó hả? Chúc mừng đó lên đây. Đây Dũng đây. Dũng đây đi tiếp túi rồi. Lúc 9 giờ. Lúc 9 giờ. 9 giờ kém 5. Rồi, rồi. Đầu lên 8 rưỡi. Bắt giữa 9 giờ. Tuyệt vời. Đây đây. Ai, nhìn không? Tả Liên. 2996. Tả Liên. Chúng tôi đã lên đến đỉnh phút 9 giờ sau 3 tiếng check liên tục. Rưỡi luôn. Yeah. Sơn tốt xấu. Có gì vậy? Hồi nãy em ôm cái cây nó mục gãy á. Trời ơi, sợ xuống chị này quá trời ôm lại luôn. À, chúng tôi đang ăn trưa ở láng sau khi lên đỉnh. Rồi đỉnh xuống 2 tiếng. Vượt kinh nghiệm, ê, vượt kế hoạch đề ra. 2 tiếng là xuống tới láng, ăn trưa. Ủa có 2 tiếng hả? 2 tiếng. Okay. Cô nói thêm khác ha. Rồi, lên. Rồi, đi về. Tạm biệt nhé. Tạm biệt rồi. Tạm biệt khác. Qua dấu rồi đó. Bà tay không? Bà tay khoan bên kia kìa. Khoan bên kia kìa. Trên đó. 5 giờ chiều chủ nhật đây chúng tôi đang hoàn tất phun chết tại Liên Sơn. Sớm hơn dự kiến 1 tiếng. Giờ phiên xín hồ. Đây chị nào tiện chân nhảy xuống làm nhặt hòn đá này lên về mà nghiên cứu. Ô đúng rồi đấy. Xuống ngay vào luôn cho em. Đây xin giới thiệu cho cả nhà. Hoa vàng rất đẹp không ạ? À? Cây lá ngón. Đấy, hoa lá ngón chữ danh huyền thoại đấy. Ba lá là tạch luôn. Đây là bên trong động thiên đường ở Busan Cap. Rất là đẹp. Rất là nhiều thạch nhũ. Của bậc thang. Đó là thạch nhũ đang sống. Rất là nhiều. Ai biết được. Cho mình nó phải đứng lại cho mình lọt. Đúng rồi, hồi xưa mình thấy đi